Chào cả nhà, chúng ta đang có mặt ở đây là cầu Hùng Vương, Vương Đông. Bến ghe của tập đoàn đánh bắt thủy sản Khải Hoàn cũng giáp với chân cầu này. Đây là cảnh tổng quan của khu trưng bày sản phẩm dây chuyền đóng chai thành phẩm và bến ghe của hãng nước mắm Khải Hoàn. Các bạn nào đi du lịch Phú Quốc mà đi bằng xe riêng thì đến với cầu Hùng Vương này sẽ bắt gặp ngay doanh nghiệp Khải Hoàn, mà khỏi phải mất thời gian nhờ người khác hướng dẫn nha các bạn. Đoàn ghe đánh bắt Khải Hoàn được người dân địa phương đánh giá là hoàn hảo nhất ở Phú Quốc. Doanh nghiệp Khải Hoàn thì có đến 2 trụ sở. Ở đây là số 11 đường Hùng Vương. Còn trụ sở thứ hai là số 289 đường 30 tháng 4 và cũng cùng trực thuộc phường Dương Đông nha. Này là phòng trưng bày bán sỉ lẻ và các công đoạn chế biến đóng chai thành phẩm. Đây là một không gian dành cho khách du lịch tham quan nha. Vào năm 2013, doanh nghiệp Khải Hoàn cũng được đoạt danh dự bảng vàng Liên Hiệp hội UNESCO Việt Nam, là một trong 100 điểm đến ấn tượng nhất khi du khách đến với Phú Quốc. Ở trụ sở 2 đường 30 tháng 4 thì được xây dựng rộng và đẹp hơn ở đây rất nhiều. Hiện nay ở Phú Quốc có đến 57 thương hiệu nước mắm, nhưng doanh nghiệp Khải Hoàn thì vẫn luôn dẫn đầu nha. Và khách tham quan thì lúc nào cũng đông hơn. Theo ghi nhận về lịch sử thì nghề đánh bắt hải sản để làm nước mắm ở Phú Quốc có tuổi đời từ thế kỷ 14. Nhưng về cách thức chế biến thì khác với ngày nay nha. Còn riêng về hãng nước mắm truyền thống Khải Hoàn thì cũng đã hơn 40 năm hình thành và phát triển. Từ trước đến nay về nguồn nguyên liệu cá cơm của doanh nghiệp này thì vẫn tự cung tự cấp. Chúng ta xuống bến ghe để chiêm ngưỡng những con tàu đẹp của Khải Hoàn. Những chiếc ghe lớn này là ghe lưới nha cả nhà. Còn ghe nhỏ có màu vàng này là ghe trong đèn cho ghe lưới đánh. Ở 4 ngư trường trọng điểm của Việt Nam thì ngư trường Cà Mau, Kiên Giang, Vịnh Thái Lan sẽ có ưu thế tốt hơn so với 3 ngư trường còn lại. Đó là đường đi làm thì không xa lắm, giảm được một phần chi phí, lợi nhuận sẽ cao hơn. Mời các bạn tiếp tục xem qua trụ sở 2 của doanh nghiệp Khải Hoàn trên đường 30 tháng 4 ở phần cuối video.